Cụ thể, Quốc hội sẽ thảo luận về nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng, luật phòng chống thiên tai và luật đê điều, luật lực lượng dự bị động viên, báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Ngày 13 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014-2018. Phiên chất vấn này được truyền hình trực tiếp. Đặc biệt trong ngày 15 tháng 11, Quốc hội sẽ nghe tờ trình, báo cáo thuyết minh, báo cáo thẩm tra về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia, nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia. Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội. Theo đề án, Hội đồng Nhân dân quận, thị xã nơi không tổ chức Hội đồng Nhân dân phường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại luật tổ chức chính quyền địa phương, các quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn như quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách phường. Còn Ủy ban Nhân dân quận, thị xã nơi không tổ chức Hội đồng Nhân dân phường thực hiện lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương bao gồm dự toán thu, chi ngân sách các phường, trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp quyết định. Điểm đáng chú ý là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, thị xã nơi không tổ chức Hội đồng Nhân dân phường sẽ bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường cũng như tuyển dụng, sử dụng, quản lý, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức phường.